quê em An Giang, có sông Hậu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp thùy mị đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao chàng. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời im vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn nồng. Cái này là kêu bằng sới gì? Mai sới tay. Không, cái sới tát đầu là tát gì? Hả? Thôi để chào cái đi, nào mà chào cái đi. Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ hôm nay đó thì cái đám đất một công mốt của mình nè, hổm gài đó thì nó mưa cho nên là mình xới hơi chậm đó. Hôm nay nắng khô thì khô nè, mình mới xới được nè. Mình xới rồi với mình xử lý xịt thuốc đồ xong là bắt đầu sáng mai mình xả thuốc nam nha. Dạ thuốc nam thì chú Bảy dứt cũng ngâm rồi, rồi sáng mai mình nhóm của mình với bên chú Bảy đó cùng nhau mà để xã thuốc nam. Thì cái này mình phải lên clip không anh Năm? Ủi ủi clip nữa. Ủi clip hả? Ừ. Đang mưa đó, nó ủi clip như vậy nè. Dạ hả? Đang mưa cho nó rút ra. Cũng như cái này mình xới tát đầu là nó bung bung đất lên phải không? Rồi, tát sau rồi mới ủi ủi hàng. Rồi xong rồi mình mới xử lý là thuốc hả? Ừ, chịu đầu của mình lên mình còn mứt mấy cái đầu hàng này nữa nè, rồi đầu cái xong bắt đầu cái mình mới phá đất cho nó bằng cái clip lại, rồi bắt đầu mình mới xịt thuốc cỏ rồi xịt thuốc kiến. À vậy đó hả? Ừ. Vậy là chiều nay mình còn xử lý nữa, sáng mai mới rồi sáng mai mới tỉa được. Dạ. Yeah. Cái này nếu như mình kéo hàng là được khoảng bao nhiêu hàng anh Năm? Nếu mà kéo clip bự thì chắc cỡ 5-6 clip rồi. Tại vì kéo clip bề ngang tới 1.5 m thằng. Ủa, clip bự như vậy đó hả? Mình trồng thuốc nam mà đâu có cần ủi gì clip nhỏ. Vậy hả? Ừ. À. Ủi clip bự đi. Vậy này sớm buổi sáng xong không? Không. Còn tát nữa ủi nữa là xong. Bả cỏ tới bên này mới đốt được. Rồi, khô đốt nó cháy rồi thấy ham không? Đấy, bữa mưa hoài vậy đó không được hả? Ừ. Có bữa nôm ra nè. Trái. Nóng dữ. Đốt bà cái cây giác này luôn. Cái cây giác. Ở đây có thuốc giò tím nè anh Năm. Nó lên đó. Cái này anh xịt cỏ chưa? Xịt thuốc chưa? Bữa 8 xịt rồi gọi cho nó héo rồi. Bữa nó kêu quơ xuống tới chỗ đó luôn. Dạ. Ủa hôm bữa mình xịt rồi bây giờ xới xong xịt nữa hả? Xịt diệt mầm. Diệt mầm hả? Bữa đó mình xịt cỏ trái. Giờ xới xong mình xịt diệt mầm nên cho cỏ nó chậm lên. Ừ, với thuốc kiến đó ha. Rồi sau nó có lên, nó cũng lên thưa cỏ chứ không có dày cỏ. Vậy mấy cây này mình đâu có lấy được hả? Xịt thuốc cỏ cho rồi cái đó nữa để nữa mình chậm sau rồi á. Trồng gậy giống rồi. Ừ. Rồi mệt rồi hả? Mình biến chạy. Ừ. Hết biết bà cái nó đóng cái gần. Quay rồi. Đã là miếng dầu nữa coi. Thấy nhỏ con quá làm lại nữa không? Ủa em bao nhiêu tuổi mà em xới đất này? 22. Lúc hình như là 14-15 tuổi là nó xới rồi. Giỏi chưa hả? Ừ. Nhìn nó khoảng mười mấy tuổi rồi.
chưa ra dầu, chưa bơm được. Dạ thì hôm nay nhóm của mình lên đất thì cũng xới xong hết trơn là hoàn thành này nè. Xới hôm qua, sáng hôm nay thì mình trồng cái công mốt này thì mình trồng ba loại thuốc nha quý bà cô chú. Dạ đây thì cây thuốc cỏ hôi. Cỏ hôi thì mình trồng phân một mớ với một mớ ké đầu ngựa với cây màng ghi nha. Dạ thì dạt này mình trồng ba loại. Này mình đằng đó dạy hả, đằng này thưa hả? Thiếu hả? Thế thuốc giờ mình trồng thưa hả? Ừ. Cái này thì mình đi nhổ nha. Chứ giờ cái hạt giống này nó không có. Này, nó bà con mình á thì nó lên chút đó. Nói nào. Nó lên chút. Bà con mình á thì xịt thuốc nó chưa già thì xịt chết trơn rồi cho nên bây giờ mình phải trồng. 2 gang hả? Đang gang nữa hả? Bắt đầu mình trồng lần mình lấy cái giống mới được. Mà nhỏ quá không được nhiều nữa nè. Kiếm cá rồi. Kiếm chặn ai mới được nhiều. Mình trồng xuống phải tưới liền để nó héo. Mới trồng thì nó phải nước đầy đủ. Cái này mình xới cái clip này bự dữ anh không? Bự mình trồng nó ngợi thuốc ra. Dạ. Có cái gỏng này lại nè. Dạ. Chứ mình khớ clip nhỏ nó gỏng nó nhiều nó mắc đó. Cái này là anh phả hôm qua luôn đó hả? Phả hôm qua chặt thuốc kiến cỏ luôn. Như tay mình chạy đi kiếm luôn, không có không? Cái này mà đất ai mà họ chuẩn bị thu hoạch đồ gãy nó mới còn. Để chế dựng bữa nữa kỹ xịt thuốc cỏ cũng hết luôn. Chuẩn bị xịt đó hả? Mấy cái này đứt ngang. Đến nay thì có chú Tám, chú Hai. Hai người à. Bệnh nhóm của mình. Nhóm củ cải.
1 2 3 4. Cái này 4 cây hả? Hạ ngang là 4 cây. Hồi nãy ôm vô mớ đâu rồi? 7 á. Vô đó hả? Chi hết rồi đó. Cái này mà chịu mà vào máy rải một tí xíu phần nước đầy đủ là nó phát dữ lắm. Cây này dễ trồng. Nè, tao vô cái nhựa nè. Bán nữa sức là thằng chút chị. 4 nhịp vô. 4 nhịp hả? Lần đó thấy 5 nhịp rồi. Nãy là nó như vậy quá à. Vậy hả? Về sửa lại 4 phải không? Thì thiếu thuốc nè, phải là dư thuốc mình trồng như vậy kiếm đàn ai sáng giờ được nhiêu nhờ có miếng này chứ đâu có. Dạ giờ thì mấy chú với thằng Đỉnh với chú Ba đều đang nhổ cây cỏ hôi nè, ở quê mình còn gọi là cỏ cứt heo á, để mà sang qua bên đám đất bên kia mình trồng nha, tại cái này hạt giống nó không có. Mình chịu khó mình nhổ vậy nè. Rồi mình mới đem qua mình trồng. Chỗ này người ta chuẩn bị xịt thuốc lần làm lại hả chú đó, hai? Cái gốc làm rồi. Thiếu rồi đi nhổ nữa, chắc đi nhổ hôm kia có đám rồi. Dạ. Vì nó hơi già, cái này để già trồng được. Không sao, có bông thì nó rụng hỗn lên lại. Dạ. Cái này thì đất rẫy họ vừa ăn bắp cải xong thì họ chuẩn bị xịt thuốc lần xới lại họ trồng cái khác. Mình tranh thủ mình nhổ để chiều họ xịt cái là rồi. Ủa cái chủ cho cỏ cái keo cỏ này của tôi cái đâm ra rấu em luôn á. Cái gì cái này của ai chị hả chị ơi? Dạ rau trồng bụng đất trồng xuống năm không hả đợi. Chị không chạy, tự thiện nước me hoài ông ơi. Ừ, rồi, phải rồi, đồng tiền có ăn luôn. Làm vừa bán rồi có thì nhổ thuốc có lý lắm á. Lộn hai ba thứ mà. Mé này còn nhóc chưa nè, dì ơi. Thì có ăn nữa không? Ừ. Để vừa làm vừa thuốc nha. Ừ, vừa ăn đồng thuốc luôn. Chạy bỏ cái đạt rồi, kìa bỏ không không. Đứng gần mà nó hôi ghê ta. Ừ, mai mùi hôi lắm. Ừ. Đây hết chứ uống nó là hết. Ừ. Cha không uống cái này chịu nè. Uống nó mát. Mát nữa. Mát dữ dằn. Đó biết cầm cái gì không biết dừa. Ấm uống với nước dừa tư rồi mà. Mau hết hồi dữ dằn. Ừ. Đây cái hạt giống ké đầu ngựa đây. Rồi mình lấy mình tỉa nha. Cái lá đầu nước đền đầu nó qua đi coi. Cô ướt không rồi thấy mình trộn thế này vô. Không giải nó dính chứ à. Dính. Ghé được chứ. Cái này mình ghi hả nè? Ừ, mình ghi thật. Này mình ngâm cách đêm hả chú Tám? Ngâm cách đêm rồi. Này mới chịu lên nó như bông điển vậy. Nó dính rồi. 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 Cái mình. Thì mình lấy chét mình nhét xuống hay chị nào? Không chét cũng được, lấy tay móc tay cũng được. Người lít thì trường rồi chồng con mèo rồi không? Được. Rồi người lít thì lít chứ con mèo. Mình gái mà ghi thì số lượng cũng ít, mình gái 2 lít thôi. Trường lên lít mình chồng cái kia đi. Vì cái bên đó đi. À, cái bên cái mà lít là có cái heo đi. Ừ. Cái nước cũng được, đường đó. Này giống xạo phân quá
Chào lần bên hả gì? Chào lần bên hả? Hai bên luôn. Hai bên luôn, giáp clip luôn. Cái gì cái lát đấy mình tới thì phun nước cái đậu cái là nó ướt tắt, nó liếp bọc. Được thêm mớ hả Cường? Ở đâu ạ? Này dép cành cây. Người phụ nữ bây giờ vô nghỉ mệt, ăn phai. Đêm 56 mình lấy gì ạ? Khoai lang hả? Khoai lang. Khoai lang xài sáng khoai. Khoai lang ăn tốt cho sức khỏe đó. Khoai bánh hà ăn cơ đói chứ làm bánh chàng ơi đi đồng mà mang bánh này hả tạo tiền này ăn xong bỏ được không anh có xô nước kế bên có xô nước nè trời ơi kiến mu quá trời kiến mu rồi kéo qua móc hủ qua đậu que làm này chưa xong đi kéo đi móc hủ que đậu đũa làm gì chiều ăn hôm qua thì móc cải rồi móc cải nó canh ăn rồi đi mà đỡ tốn bữa sáng quá hôm qua móc cải đâu cải bị dúng nó bị dúng á cà phê dúng ở cái chỗ hai chỗ hai chỗ chỗ thuốc nam hả ừ bữa nay dúng thuốc nam nè nó chỗ đó luôn đó bụi sót nhiều lắm sao móc cũng trời ơi đi đi mà người ta thấy mấy bà này khổ quá cho ngựa cây đem về nấu nấu canh ăn đi ông đó kêu tôi thêm hai lợi đẳng thấy đi thôi không có lắm lấy người dạy cây ăn người lấy dạy cây ăn đi nó thôi đi để kêu hai người đi đại diện thôi để đi lợi đẳng cái là nó nói trời ơi tôi với bà Năm về rồi bắt đầu ông Bảy ông lợn làm ruột nón không được kiếm rồi kiếm nữa khó mớ ông kêu bảy ông ngon chắc ít quá tay ông đi chắc đưa thưa đưa thưa ông đi ra ngoài đồng có sông nước thì ông đi vào ốc mà cô ông đi kiếm được khác hết trơn ừ. Ê, cái cạnh bên đó không biết có hả mà thấy luôn ở cái cạnh này con thấy cũng có nhóc trơn nè này chia ra chọn người hướng á kiếm nó mới đủ chứ xúm lại đâu có cỏ đâu mà có nhiều giờ thiếu mình đi nhổ cỏ làm trầu mình trồng thêm có con trầu lấy cái này lấy cái chét mà vậy cái này phải không không ừ. Cỏ này nè đây nè đây nè giới đầu đây nè cái cỏ này nè mấy cỏ này nè mấy cây nè nè vậy là trồng bụi hết nở tan sát luôn á nó bự cái gì nè chị bệnh gan á mấy người đau gan á ta chặt cái này ta sát nước rồi uống anh Nam nói nữa nó tự lên nè cỏ này nó dễ lên lắm xới xong lại lên hồi đó nhà con ngoại con hay uống cái này lắm nè mà con không biết chị bệnh gì nữa một lần má. Một lần mốt có ông bị áp xe gan đó rồi cái bác sĩ kêu về kiếm cái này nè đâm dính nước dừa tư cái uống hoài vậy hết nồi này tới nồi kia vậy mà cái mũ á nó giật tự nó giật ta nói mình ở đây là Việt Nam mình là sống trên cây thuốc á mà mình không biết mà không biết chị thuốc chị mình không biết chị thuốc em cảm ơn chồng ta cái này có nhiều người ta tưởng là có dại á cây này với cây bắp nó chặt ra để vô nấu nước uống mát ra biết không? Nấu ghế không có củi nấu nấu ga không không có tiền bơm ngoài ra thì anh Nam với mình cái đó là cái cỏ xả, nó xài mình ghi nha nó xài ít kiếm ít có cái con bò mình con bò cỏ nó xài chồng cũng im cỏ nó xài là cái gì ta đó giờ con chưa biết cái đó cái gì không cái chó đẻ phải không ừ rồi chó đẻ nữa nữa nè nó chó đẻ đó bứt lên thù lù đồ nữa cái nào đắng ngọc cũng đậu vô thì mấy người đẻ đó người ta uống đậm này tôi uống sổ lòng nữa mà cho nó mờ sạch cái huyết mình dơ ta đâm cái này nè không thì nấu nước uống sổ lòng á trời ơi thêm tướng làm gãy nhánh mai ta luôn rồi ừ, đúng rồi xe
bông này là ngày 8 tháng 3 con đỉnh phải không? Ừ. Đẹp cực kỳ chứ. Đỉnh hay đỉnh? Đỉnh hả bài? Dạ. Yeah. Quá nãy giờ đi, cắt nước rồi quá. Còn nước vô. Năm mười hai ơi. Nước không nè, nước nè, đâu rồi? Bà nói gì đi đem đi nước theo nè. Bà nói gì không? Bỏ đi theo. Rồi đi nè. Giờ mình kiếm thêm được một mớ này có cái kheo mà cái này cái loại già nè, bông nó màu tím tím. Con này chồng xuống là rụng hột rồi lên luôn. Ông còn kìa, ông còn tiêu chồng ba. Chiều qua tôi chở ông đi, tôi không lấy gì. Cắt. Ê, dây con mèo muốn chưa chưa gãi cơm mà tôi ổng đi á, kiếm á. Con mèo mà chồng tôi thưa nó bò, nhưng nó bò nó gà dữ lắm. Dạ. Ừ, con mèo nó bò dữ lắm. Con mèo nó bò lắm. Đây con mèo mình chồng clip đó. Chuẩn clip nó chồng con mèo đó. Ừ. Con mèo cứu. Dạ. Cứu rồi, cứu rồi, giờ xuống đau quá. Có chồng. Cái con mèo này ở Việt Nam có bên dưới ông chức mè có ở đâu hay? Có, con mèo dưới có mà nó cũng có luôn đó. Tôi quất kiếm bó bó đi chứ nhiêu không đủ đâu. Trời ơi, quất cầu 2-3 bó nữa. Bởi vậy. Trời ơi, chồng chạy rồi, chồng gì đâu, một mũi chùm lum lum. Chồng 3-4 cây không à? Thì cái gì vừa thôi. Thí dụ cây nhỏ tôi trồng 2 cây, cây bự tôi trồng 1 cây. Bởi vì nó hao. Quá, đàn ông chồng đi. Chết tự vậy không? Chồng cho đàn ông kiếm đã luôn mà. Ông hai tôi. Ông đi, chồng đi, không có thiếu gì, ta kiếm gì nhỏ cho. Ông hai đi, đi, đi. Bỏ, hai bỏ. Kiếm đi. Đi theo tôi. Dạ đây thì cái này là cái mương thủy lợi nè. Cái mương này đó là mình dùng để tưới những cái hạt giống thuốc nam của mình. Năm thì chuẩn bị ấy dây để mà tưới liền. Mình trồng xong là tưới liền, cây nó mới sống. Ủa mấy chậu chưa lấy về hả Năm? Chưa có máy, còn hàng cái dàn sắt xi nó bắt cái máy cái đầu máy vô rồi dưới cái bơm nữa. Dạ. Dạ chắc chừng 3-4 bữa nữa. Này mình mua dây mới luôn hả? Dây mới luôn. 400 mấy ngàn một bạch. Bạch này 400 mấy hả? Ừ. Bạch này mình đi được mấy đường? Có 100 mét à, chiều dài á. Dạ. Ừ. Mà để coi bữa ra. Dư nhiều không con? Dư chắc cũng dài chục thước quá. Dư kéo thẳng thẳng ra. Là một cuồng á hả? Ừ. Còn bố một đường này là dư chắc được chắc mười mấy thước quá. Tại vì bành này nó có 100 mét mà đất này nó cũng đâu dừng 70-80 mét gì rồi. Rồi bố đường này luôn đi Cường, rồi cái cắt ra đi, cái mình nói là coi nó đủ thiếu nhiều rồi mình mua thêm. Rồi chắc thiếu chạy được nước gì. Cũng phải mắc mua tại vì nữa chảy cái miếng đất mà ngoài kia nữa. Ở đây thiếu đủ rồi, kiếm về cũ ra kiếm đâu. Cũng phải mua thêm mà, tại vì còn cái miếng đất mà đó ngoài kia nữa kìa. Cũng mua thêm đang mà chảy lên chung nữa chứ. Mình bắt được 4 đường dây mà mình phun một lượt chỉ được có 2 đường à. Do là cái máy nhỏ nên mình phun không có được nhiều đường. Vài bữa nữa mình lấy máy dầu mình phun một lần đó là giáp đất luôn.
Dạ thì cuối cùng mình trồng cũng gần xong hết rồi quý bà cô chú ơi. Dạ thì tổng cộng là cái một công mốt này là mình được 8 liếp, thì 2 liếp đó là cây cỏ hôi nè, còn 2 liếp đó là cây màng ghi, 3 liếp là ké đầu ngựa, còn một liếp này thì chú Tám với chú Hai nói là đi xin cái gì đen đen anh Năm, nhãn đen gì á, xà đen. Xà đen hả? Xà đen cái giống nó quý lắm phải không? Đúng. Ai cho đó thì một clip này mình sẽ trồng xạ đen. Chị hình như là nói chị bệnh nãy bệnh ung thư gan phải không? Còn không có nhớ nữa. Nãy nói là ông nói là bệnh ung thư gan gì đó. Là lăn mình về mình nhân giống ra. Phải và mình trồng clip bệnh ung thư. Mình về nhân hạt giống ra nha. Dạ thì chú Thắng ơi, thì cái công này đó, rồi đợi con quay cái công sau nữa, rồi con sẽ công bố cái số tiền mà con chi ra đó, là dây rồi với máy đồ tổng cộng hết bao nhiêu, với tiền nhân công mà để xả mấy cái này luôn nghe chú. Dạ, chắc cái vạt ra đó đó chắc khoảng vài ngày nữa họ cắt cỏ hết rồi họ đưa lại mình, rồi mình làm xong rồi sao rồi con công bố số tiền luôn. Dạ thì cuối video cho con gửi lời cảm ơn đến chú Thắng lần nữa nha, thì chúc chú cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, và gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Mang Gia nha. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha, bye bye.